Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình một mảnh đất nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô bác anh chị mình ha. Miếng đất em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình là có hơn 100 mét mặt tiền đường bê tông với tổng diện tích là 1.800 mét vuông, hay còn gọi là 1 hecta 1,8 ha quý cô bác anh chị mình. Và miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình thì trên đất là có 350 cây cao su đang cạo kéo và hơn 100 nọc tiêu, còn toàn bộ là hơn 1 hecta là điều nha quý cô bác anh chị mình. Và miếng đất em giới thiệu với quý cô bác anh chị mình với tổng giá bán là 2 tỷ 250 triệu nha cả nhà. Thì trước quý cô bác anh chị mình ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nha. Miếng đất mà em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình cách đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường trạm của huyện Bù Đốp mình, là rơi vào 7 km nha cả nhà mình, và cách cái mặt tiền đường lộ nhựa là 500 m nha. Thì trước tiên em sẽ xin phép giới thiệu về đầu đuôi ranh giới của miếng đất, và tí nữa em sẽ đi vào vườn tiêu điều cao su cho quý cô bác anh chị mình tham khảo luôn nha. Dạ đây, đây là cái ranh giới đầu tiên từ cái cọc gỗ này chạy sâu xuống phía dưới là 180 m nha cả nhà. Còn cái mặt tiền đường bê tông này là hơn 100 mét ha. Bây giờ em sẽ đi dọc cái con đường bê tông này, em quay cho quý cô bác anh chị mình xem. Và cái miếng đất em giới thiệu của với nhà mình là nằm bên tay phải của em đang đi lên này nha. Đây, ở đây là tiêu và điều sát bên luôn nha. Mặt tiền là đi hết đất luôn cả nhà mình, thoải mái bao la bát ngát luôn. Đó, đường này là nếu mà cái mặt tiền là mình phải chạy xe với hết ha. Còn bây giờ em đi thì cả nhà cố gắng chịu khó đi theo em quan sát nha. Điều này được hơn 10 năm hết rồi nhá quý cô bác anh chị mình. Đất này là đất đỏ ha. Có chị chủ ở kế bên để chị ranh giới cho mình luôn. Là đã có chị đi theo, chị ranh giới và nói cụ thể về tổng cái diện tích đất của mình. Và có một đặc điểm nữa là quý cô bác anh chị mình yên tâm nha. Bên bạn em là có kết hợp với các anh địa chính là sẽ test khu vực và đảm bảo đất của mình là không nằm trong khu quy hoạch và đất không tranh chấp ha. Và ai mà cần hỗ trợ về pháp lý sổ sách thì bên em sẽ bao hết cho luôn nha. Cả nhà chịu khó, tại vì hơn 100 mét mặt tiền nên em đi là nó sẽ rất là hết nhiều thời gian. Và tí nữa em sẽ đi vào trong, em quay thực tế cho cả nhà mình xem luôn nha. Dạ đây, em đã tới cái ranh giới thứ hai. Với tổng cái chiều mặt tiền là em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình là 100 mét ha. Từ đây là cái ranh giới thứ hai cũng như cái ban đầu cái ranh giới đầu tiên em giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem. Còn cái mặt tiền đường bê tông này là nãy giờ em đã đi dọc cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Bây giờ em sẽ tạm ngừng để em đi vào trong cái lô vườn tiêu, cao su và điều để quay cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Dạ đây ha, bây giờ là em đang đi vào trong cái vườn điều. Và ở phía bên hông của mình đây cả nhà mình này là vườn tiêu với hơn 100 nọc tiêu đó ha. Thì bây giờ mình sẽ đi trực tiếp, em đi vào trong vườn điều và em sẽ đi ra đằng sau kèm cái lô cao su để em giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem luôn nha. Điều này diện tích là hơn 1-2 nhé cả nhà. Nếu trung bình và 1-2 mà đạt á thì một năm trung bình thu về từ 3 đến 4 tấn nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình lưu ý giúp em nha. Cỏ điều thì nó có một đặc điểm là cứ đến mùa điều bắt đầu rụng lá thế này này, chủ nhà mới bắt đầu chăm sóc và xịt cỏ ha. Nên sẽ để bây giờ là cũng hơi bị rậm rạp á. Nên bây giờ em sẽ đi quay vào trong cái vườn điều và đi xuống vườn cao su ở dưới cho quý cô bác anh chị mình xem luôn nha. Còn vườn tiêu của nhà mình kế bên đấy cả nhà mình. Đó, em sẽ đi xuống cái vườn cao su, gồm có 350 cây cao su ha. Còn ranh giới thì như ban đầu em đã nói rõ cho quý cô bác anh chị mình xem rồi. Còn cả nhà có thể kết bạn qua số điện thoại của em là 032 9393 717 để em có thể gửi sổ sách và cho mình gặp trực tiếp chủ mình làm việc luôn nha.
Cái chất đất của mình là chất đỏ ba gian nhé cả nhà. Đất này là đất thịt không luôn á. Dạ đây ha, em đã đi tới. Cái ranh giới của mình là tới đây nhé cả nhà. Bên đây là lô cao su của hàng xóm ha. Còn cái lô ở dưới đây là lô cao su của mình, giáp ranh với cái vườn điều này luôn nhé quý cô bác anh chị mình. Thì cũng như ban đầu em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình một mảnh đất nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp nha. Với tổng diện tích là có chiều ngang là hơn 100 mét mặt tiền. Và tổng diện tích là 1 hectare 8 nha, hay còn gọi là 18.000 mét vuông á quý cô bác anh chị mình. Thì trên cái mảnh đất em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình, trong đó là sẽ có 350 cây cao su đang cạo kéo này cả nhà. Cạo cực kỳ đẹp và cao su là nhiều mũ nha. Có hơn 100 nọc tiêu, còn toàn bộ ở lại là điều hết nha cả nhà mình ha. Đây là em đã đi tới cái ranh giới ở dưới phía đuôi vườn của mình là trồng toàn bộ cao su này cả nhà mình. Đó, cao su rất chi là đẹp luôn. Và mới cạo có, cái này là mới có mấy năm thôi nha cả nhà mình. Đấy cả nhà mình, mà cạo cực kỳ đẹp và mũ là cực kỳ nhiều ha. Dạ đó, thì em cũng xin phép được nhắc lại là cái miếng đất của mình là 1 hectare 8, với tổng diện tích là hơn 100 mét mặt tiền, và với giá bán là 2 tỷ 250 triệu nhá quý cô bác anh chị mình. Cái miếng đất của mình thì quý cô bác anh chị mình ai thiện chí thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393717. Đây là cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Lúc nãy là em chưa có quay thực tế cái vườn tiêu cho quý cô bác anh chị mình xem á. Bây giờ em sẽ đi dọc thế này, em quay bao quát cái vườn cao su cho cả nhà mình quan sát ha. Và em sẽ đi lại cái vườn tiêu cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình lưu ý giúp em là cái vườn cao su của mình là giáp vườn điều, tới đó là hết đất của mình nha. Từ vườn cao su hắt lên là đất của mình, còn từ điều mà hắt ra là đất của nhà hàng xóm ha. Em ở đó là có ranh giới nên cả nhà mình yên tâm. Và bên em thì đảm bảo là đất không nằm trong khu quy hoạch và đất bị tranh chấp nha. Còn đây là cái nọc tiêu của mình nè. Đó. Quý cô bác anh chị lắm lúc cũng phải thông cảm thế này này ha. Người nông dân mình là sẽ trồng sen mỗi thứ mỗi ít, để mùa nào trước đó mình sẽ có những cái nguồn thu nhất định của mình ha. Nên là 1 hectare 8 này chủ nhà là trồng cả điều, cả cao su, cả tiêu luôn. Đó. Cao su thì miễn chê luôn cả nhà mình. Cao su này có 350 cây mà một ngày ít nhất em thấy ông chủ chở phải 3 can mũ nha. Đất đỏ này là rất chi là nhiều mũ luôn. Và cạo thì cực kỳ đẹp luôn. Dạ thì em cũng xin phép nhắc lại với quý cô bác anh chị mình. Miếng đất của mình là 88 mét mặt tiền. Trong đó có trồng là cao su, tiêu, điều. Và với tổng diện tích là 1 hectare 8 hay còn gọi là 18.000 mét vuông. Bán với giá là 2 tỷ 250 triệu ha. Thì nãy giờ em cũng quay đầu đuôi ranh giới của cái miếng đất em giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình. Quý cô bác anh chị mình ai thiện chí thì liên hệ với em nha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian qua.